Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ làm carry teacher. Video này Ship sẽ phá đảo chapter 1 của game này các bạn. Màn đầu tiên là phá bữa ăn sáng của bà cô giáo này. Ok, Mr. T ơi, hello. Ship sẽ bỏ muối vào chén đồ ăn của bà các bạn và trốn đi. Để ban thôi. Màn này thì đơn giản rồi. Phá cái tivi của Mr. T để Mr. T không xem được chương trình kinh dị yêu thích của bà ấy. Bà tự coi bà luôn các bạn. Ship sẽ dùng dancing gas. Ga nhảy các bạn. Để cho bà nhảy. Và chúng ta cùng tìm cái cross. Cái sà beng. Ok, sà beng trong nhà kho các bạn. Nhà kho này cái gì cũng có. Mỗi lần các bạn chơi các bạn phải vào nhà kho để kiếm. Ship sẽ đột nhập vào bằng cửa sổ và đập cái tivi này. Nhanh gọn lẹ. Và chạy thôi. Bấm chuông. Mấy cái trò hồi nhỏ mà các bạn. Bấm chuông xong chạy. Dễ bị ăn dép lắm á. No, what happened to my TV? My favorite show was about to start. Ok. Phá chiếc váy của Mr. T. What should I wear to the masquerade party? Of course. Mình nên mặc gì để đi party đây? Mặc gì hả? Ông Tô là vô nhà kho nha các bạn. Lấy cái kéo, Ship sẽ đi đường trên lầu. Ship thích đi đường trên lầu nhất. Bà cũng đang ở trên lầu các bạn. My god. Ôi. Đây chính là chiếc váy đó. Easy. Đứng trên cây đợi bà ơi. No. Để một cái kim trên sofa. I like tea. Tôi rất thích trà. Có cái bẫy kìa. Đây là cái kim. Và mình sẽ để lên cái ghế sofa. Và mình sẽ lấy cái này đậy lại. Và mình sẽ chạy. Đúng kiểu phá làng phá sớm luôn các bạn. Rồi, để bà cô Mr. T ngồi lên thôi. Bà Mr. T này thật là độc ác. Hãy cứu lấy con mèo tội nghiệp mà bị bãi nhốt trong cái tủ. Im đi con mèo ngu ngốc kia. Tao sẽ nhốt mày trong đây mãi mãi. Dám nhốt hoàng thượng à. Mình phải đi kiếm chìa khóa các bạn. Chìa khóa. Lúc nãy chìa khóa Sếp có thấy là trong phòng của bà nè. Ở đây có hai cái chìa khóa đỏ. Không phải là cái tủ này nha các bạn. Không phải là tủ đâu. Mà là cái tủ trong cái phòng này. Mới có con mèo. Hello Kitty. Tôi sẽ giải phóng mày đây. Tuổi gì bắt được tôi. Bạn hãy phá hỏng buổi sinh nhật của Mr. T. Hôm nay sinh nhật của cô Mr. T các bạn. Mừng ngày sinh nhật của cô. Mừng ngày sinh nhật của cô. Mừng ngày đó cô sinh ra đời. Không liên quan gì tới con. Ok. Hát xong bài hát cái hết dí. Ok. Bây giờ chúng ta đợi bà đặt bánh cây lên bàn rồi. Thay cái nến bằng cái pháo hoa. Oh my goodness. Niềm vui mỗi ngày của cái hàng này là chân cô giáo rồi. Đặt lên. Rồi kiếm cái gì đó dán lên cho nó giống cái nến lúc đầu. Rồi chạy thôi. Và xem kết quả. Khóa cửa lên. Mình phải đi đường vòng thôi. Sếp vẫn thích leo cửa sổ hơn là đi cửa chính mày. Nhìn nào. Mừng ngày sinh nhật của tôi. Mừng ngày sinh nhật của tôi. Ăn hành đi. Hãy dạy cho cô Mr. T một bài học không thể nào quên được. Để con nhận vào cuốn sách yêu thích của cô Mr. T. This will always be my favorite. Mình phải tìm con nhện nhưng mà cẩn thận sẽ bị con nhện cắn. Đây là con nhện đây các bạn. Nhưng mà mình phải tìm cái gì đó để bắt con nhện. Có thể là bao tai các bạn. Mình đi kiếm cái bao tai. Bao tai trong cái phòng này nè các bạn. Sếp không biết cái phòng nào nữa. Nhiều phòng quá. Sếp lộn ngoài à. Sếp cũng phải đi vòng vòng á. Bắt con nhện ra.
rồi kiếm vô phòng sách và đặt vào quyển sách ưa thích của bà. Chắc là cuốn này. Ồ đúng rồi. Oh boy, I just can't wait to see how that novel ends. Mình rất là nóng lòng xem cái cuốn tiểu thuyết này kết thúc như thế nào. What is that on my face? Oh, get it off me. Get it off. Màn này là phá hỏng bộ tóc của cô Mr. T các bạn. Lại là con này. Lại là shit đấy. Bây giờ mình tìm cái phòng tắm. Trời. Dạ cảm ơn luôn. Hello. Mình phải kiếm cái phòng tắm. Bà lên, bà sắp đi tắm rồi các bạn ơi. Đây nè, rồi chế đây nè các bạn. Hello, xin chào các bạn đã đến với công cụ xíu. Nhìn cái mặt nó giống cái mặt xíu luôn các bạn. Bây giờ thì kiếm đường chạy thôi. Time for a nice steam. Bye bye. What the heck? Cô gì đâu mà đô dữ vậy? Oh my god. Ghê quá các bạn. Đã xấu mà còn không có tóc nữa. Bold. Where did all of my hair go? How will I be crowned? Bàn này là chúng ta sẽ cưa cái chân của cái ghế để cho con Mr. T test một lần. Tập thể dục, tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Mình sẽ kiếm cái cưa các bạn, trong đây có cái cưa nè. Trong đây cái gì cũng có. Đồ đạc ở đây thì không thiếu. Cưa thôi, cưa thôi. Và chạy, núp, nhìn bả bị té vậy. Làm cho cô Mr. T bị dơ. Cô sưởi ấm à. Cái này đổ xăng vô là hợp lý. có bình xăng nè các bạn. Gì nữa? Muốn đổ xăng vô thì phải dập lửa. Dập lửa. Dập lửa thì có gì? Có ca nước. Sao bà dám chửi túi? Để bà đi các bạn. Ok, ok, kiếm chỗ nấp thôi. Fire, fire. Fire, fire. Màn này là phá hỏng cái mũi tắm bồn của Mr. T. Nãy giờ xíu nói Mr. T tại vì bởi giống đàn ông á. Xíp lộn. Mr. T chứ không phải Mr. T nha các bạn. Ok. Lộn tí không nè. Jello is located in kitchen. Jello ở trong bếp. À đây nó nè các bạn. Và mình sẽ đổ nó vào cái bồn tắm. Không phải cái bồn này. Không phải cái bồn này. Cái bồn. Cái bồn trong cái phòng của bạn này. Đây. Cái bồn trong đây mình đun. Đổ vô. Ui bà sắp lên tắm rồi. Đổ vô cho nó mành màu xanh dương để giống nước thường. Oh, tắm còn mặc đồ bà. What is this green stuff? Jello? I'm stuck. Hôm nay cô Mr. T sẽ xông hơi và bạn hãy phá hỏng cái buổi xông hơi đó đi. Cô thật là yêu thể dục thể thao mà. Find the way to mess her son apart. Mình lấy cái này nè các bạn. Mình quăng vô cái bồn xông hơi. Đóng cửa lại nha. Trước tiên là hãy đóng cửa lại và quăng nó vô để bạn ngộ độc. Is it me? Do I smell? stink bomb! Let me out! Let me out! Please! Thấy cũng tội mà hơi cũng kệ. Misty. Nói chung là Misty có một gói hàng và các bạn hãy phá gói hàng nó đi. Where is my Halloween dress? Váy Halloween của tao đâu rồi? Tao đã chờ 2 ngày rồi đó. Dạ tới liền luôn các bạn. Dòng này hơi khó nên các bạn mua luôn cái găng tay đi. Và các bạn bắt tổ ong. Tại vì Sip cũng tìm găng tay mà Sip không biết găng tay đâu hết trơn. Mua luôn chó nha. Ok. Cái tổ ong này các bạn. Chúng tôi tìm một cái băng keo. Và kiếm một cái kéo. Kéo đâu? Kéo đâu? Kéo đâu rồi? Kéo đây. Trong nhà này kéo nhiều lắm các bạn. Đi đâu cũng thấy kéo hết á. Cắt cái băng ra.
bỏ cái tổ ong vô, dán lại hợp lý và núp lùm thôi. Đó, có cái bánh nè. Ừ, để xếp quăng vô bỏ coi được không? Hello, dưới đây nè cô, dưới đây nè cô. Come on, come on. Thôi. Đừng. Ôi, bye bye và tạm biệt cô. Hẹn ngày không gặp lại. Chúc cô mở hàng vui vẻ. Shopee. Shopee gì cũng có. Ừ, kể cả tổ ong. Đó là con ong. Và đó là màn cuối cùng của chapter 1 các bạn. Sếp vừa phá đảo chapter 1 của Scary Picture. Misty chứ phải Mr. T. Từ đầu video tới gần hết video, sếp mới nhớ ra là sếp đọc lộn Misty chứ phải Mr. T. Mr. T là ông T, còn Misty là bà T. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của sếp. Nếu các bạn thích những video của sếp thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.